Lời đầu tiên các bác kêu về tình yêu xin gửi lời chào tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Mời được chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Vừa qua một sự rất hay được mang tên là Mình Cưới Nhau Đi. Sao cuối cùng có chịu cưới anh không? Bây giờ anh có cưới không? Cưới không thì chốt nha. Chốt luôn hả? Chốt luôn mấy bà? Chốt không? Cưới liền không? Ok, bây giờ sẽ là cưới không? Chốt nha nha. Chấp nhận rồi nha. Ok, lên nhạc lẫn. Cưới ai? Cưới ai? Em sẽ theo anh. Chúc mừng mình
đổi trắng không khê hết. Quý vị ơi, đang chưa thối tiền ai vậy quý vị? Ủa? Rồi. Ra đây.